không ạ? Và chúng ta hãy cùng chào đón sự quay trở lại của bạn Cao Công Nghĩa và Đinh Ngọc Thiện. Và chúng ta cũng thấy đó, với những phần trình diễn đầy máu lửa và đầy nội lực như những phần trình diễn vừa rồi, thì bốn bạn thí sinh ngày hôm nay mới chỉ tạm dừng bước ở vòng chung kết xếp hạng, còn các bạn sẽ còn tiến rất xa trên con đường ca hát của mình. Và chúng tôi xin chúc các bạn thật nhiều thành công và thật nhiều may mắn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc có mặt tại vòng chung kết cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012 thì bốn gương mặt Điểu Bích Thủy, Vũ Minh Trang, Đinh Ngọc Thiện và Cao Công Nghĩa đã đoạt giải khuyến khích của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Và chúng tôi xin trân trọng mời lên sân khấu Thạc sĩ bác sĩ Bùi Ngọc Anh Pha, Giám đốc Y khoa Công ty Cổ phần Dược phẩm Eco, đại diện đơn vị nhà tài trợ chính, và bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Giám đốc Doanh nghiệp Cơ thị, đơn vị hỗ trợ giải thưởng, lên trao giải khuyến khích cho các thí sinh của chúng ta. Phiếu sử dụng dịch vụ sản phẩm trị giá 5 triệu đồng tại Cơ thị Beauty and Spa. Một lần nữa chúng ta không quên chúc mừng cho bốn thí sinh đoạt giải khuyến khích bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, thưa quý vị. Xin chúc mừng cho bốn thí sinh và xin cảm ơn Thạc sĩ, tiến sĩ Bùi Ngọc Anh Pha và bà Nguyễn Thị Thu Hoài. Một lần nữa xin cảm ơn ông Bùi Ngọc Anh Pha và bà Nguyễn Thị Thu Hoài rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, còn một điều đặc biệt hơn nữa, đó chính là với tuổi 16 thì Đinh Ngọc Thiện đã là thí sinh được đoạt giải thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào vòng chung kết của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Và xin chúc mừng Đinh Ngọc Thiện, xin được trân trọng mời lên sân khấu bà Lê Đỗ Yến Hương, Giám đốc Công ty Truyền thông Mây Quỳnh, đơn vị phối hợp thực hiện phối hợp cuộc thi, lên trao giải khuyến khích cho bạn Đinh Ngọc Thiện. Thành công bước đầu này để tiếp tục đạt được những thành quả lớn hơn trong tương lai. Xin cảm ơn bà Lê Đỗ Yến Hương và các bạn thí sinh của chúng ta. Kính thưa quý vị, còn bây giờ